Chế độ ăn ketogenic hoặc chế độ ăn keto có nhiều chất béo và ít protein và carbohydrate có thể giúp tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy khi kết hợp với liệu pháp 3 loại thuốc. Nghiên cứu tương ứng được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Genomics phiên dịch Tejan và được công bố trên tạp chí Med. Mặc dù đã có những cải thiện trong hóa trị trong những năm gần đây, tác động của chế độ ăn uống đối với việc cải thiện kết quả hóa trị vẫn chưa được nghiên cứu rộng rãi. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của chế độ ăn keto kết hợp với hóa trị liệu trên mô hình chuột bị ung thư tuyến tụy. Chế độ ăn keto làm giảm lượng gluco trong tế bào ung thư, khiến chúng bị đói năng lượng. Chế độ ăn này cũng làm tăng mức độ cơ thể ceton, một nguồn năng lượng thay thế, gây bất ổn hơn nữa cho các tế bào ung thư. Theo họ, môi trường được tạo ra bởi chế độ ăn keto đã cho phép một liệu pháp 3 loại thuốc bao gồm các loại thuốc hóa trị gemcitabine, nab-paclitaxel và cisplatin. Sau đó tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Họ cũng phát hiện ra rằng chế độ ăn keto gây ra biểu hiện gen khối u tiền viêm, làm suy yếu thêm ung thư. Các nhà nghiên cứu lưu ý một số hạn chế đối với phát hiện của họ. Trong khi nghiên cứu của họ cho thấy một số tác động tích cực, họ đã không kiểm tra cơ chế cơ bản của tác động kết hợp của hóa trị liệu và chế độ ăn keto. Ngoài ra, vì đột biến ung thư tuyến tụy ở chuột thường khác với đột biến được tìm thấy ở người, họ không chắc liệu kết quả của chúng có chuyển sang người hay không. Do đó, họ đã đưa ra 5 cuộc thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra những phát hiện của họ. Mỗi thử nghiệm sẽ bao gồm tối đa 40 bệnh nhân được hóa trị 3 loại thuốc, một nửa trong số đó cũng sẽ tuân theo chế độ ăn ketogenic. Kết quả của những thử nghiệm đang diễn ra này sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định cách thức kết hợp giữa chế độ ăn keto và hóa trị liệu tương tác với các tế bào ung thư ở người. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!